Anh ta phớt lờ em, anh không phớt lờ em, anh ta phớt lờ em, để anh lắm vậy thì em. Giờ này đã có ai đó bên cạnh em, anh có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên. Em tìm điều gì khi mà em xuống, biết em là ai, mặc kệ và làm những gì mình muốn để không anh là ai. Hello, chào tất cả mọi người, nhà đã bớt nhưng mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay là một ngày buổi sáng đẹp trời và mình đã được nghỉ hè rồi mọi người ạ. Và trong cái thời gian mình được nghỉ hè thì đã có rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình là làm một cái daily vlog, nên là ngày hôm nay mình quyết định là sẽ quay lại một ngày nghỉ hè của mình sẽ như thế nào nhá. Giờ thì mọi người cùng mình dậy và đánh răng rửa mặt nha. Sáng hôm nay khi mới ngủ dậy xong thì mẹ mình đã ca cho mình một bài ca, đó chính là lột chăn ga ra để đem đi giặt mọi người ạ. Cái đúng chăn ga của mình là tầm phải khoảng hơn tháng rồi mình chưa có giặt, nên là hôm nay nhân dịp mình được nghỉ hè và mẹ mình được nghỉ ở nhà, nên là mình sẽ lột chăn ga ra để đem đi giặt nha. Ok, lột chăn ga xong rồi, bây giờ thì mình sẽ cho nó vào máy giặt và cho nước giặt phô để ấn giặt nha. Hoàn thành nhiệm vụ giặt ga xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi đánh răng rửa mặt nhé. Mình đã nghỉ hè được gần 2 tuần rồi mọi người ạ. Lúc mà được nghỉ hè thì muốn đi học dã mà, nhưng mà khi đi học lại muốn ở nhà nghỉ mọi người ạ. Mình phải công nhận một điều là nghỉ hè ở nhà thật sự rất là chán luôn đấy. Cái lúc mà trước khi nghỉ hè thì mình sẽ nghĩ là hè này mình sẽ đi chơi ở chỗ này, nhưng mà khi nghỉ hè rồi mình chỉ muốn ở nhà thôi mọi người ạ. Bởi vì thời tiết ở bên Hàn thật sự bây giờ rất là nóng luôn đấy, nên là chỉ muốn ở nhà thôi. Hôm nay sau khi mình đánh răng rửa mặt xong thì mình sẽ gội đầu buổi sáng mọi người ạ. Bình thường ấy thì mình sẽ không có thói quen là gội đầu buổi sáng đâu, nhưng mà hôm qua thật sự là mình buồn ngủ dã man nên là mình không có gội đầu đi ngủ. Sáng mình thấy đầu mình hơi bẩn và ngứa nên là mình quyết định là sẽ gội đầu buổi sáng mọi người ạ, chứ bình thường là mình hay gội đầu tối. Mọi người thì thường gội đầu vào buổi sáng hay buổi tối ạ? Chắc chắn mình đã gội đầu xong rồi nè, bây giờ thì mình sẽ lau khô tóc và quấn cái tóc lên nha. Gội đầu buổi sáng xong rồi, bây giờ thì mình sẽ sấy tóc nha mọi người nhé. Mình phải công nhận một điều là gội đầu vào buổi sáng là một cái gì đấy khá là sảng khoái mọi người ạ. Mình thì không có thường gội đầu vào buổi sáng đâu, nhưng mà hôm nay gội đầu vào buổi sáng thì mình cảm thấy tỉnh ngủ hơn và sảng khoái hơn rất là nhiều luôn ý. Sau khi sấy tóc xong thì mình sẽ chải tóc để cho tóc được mượt nha. Bởi vì bình thường ở nhà khi mà mình thả tóc ấy thì tóc của mình rụng rất là nhiều, nên là hôm nay sau khi sấy tóc xong thì mình sẽ cặp cái tóc mình lên để cho nó gọn gàng. Không biết là ở đây có bạn nào có bí kíp nào để trị rụng tóc không, chỉ cho mình với, chứ tóc mình rụng quá trời rụng luôn á.
Đây này, mọi người có thể thấy là tóc mình rụng rất là nhiều luôn ý. Mình sấy tóc có một tí thôi mà tóc mình rụng quá trời luôn. Lúc mà gội đầu còn rụng nữa cơ mọi người ạ. Nên là bà nào có bí kíp trị rụng tóc thì chỉ cho tôi nha. Vì tóc của mình rụng quá là nhiều nên là mình sẽ lấy máy hút bụi để hút cái đống tóc kia vào nhé. Không thì mẹ mình thấy cảnh này là mình bị chửi chết luôn á. Ok, sau khi gội đầu xong và hút bụi xong ấy thì cũng đã tới giờ mình ăn trưa rồi mọi người ạ. Hôm nay thì mình ngủ dậy khá là muộn nên là mình sẽ ăn trưa luôn, không có ăn sáng nha. Bữa trưa ngày hôm nay của gia đình mình thì sẽ là ăn chả nem với bún. Có nhiều bạn từng thắc mắc với mình là ở nhà thì mình thường ăn món Việt hay là ăn món Hàn, thì hầu như ở nhà mình được ăn món Việt nha, bởi vì là mẹ mình chỉ giỏi nấu món Việt thôi. Món Hàn thì mẹ mình nấu không có được giỏi như món Việt nên là hầu như là mẹ mình nấu món Việt cho mình ăn. Với cả thêm một điểm nữa là bố mình cũng biết ăn đồ Việt ấy, nên là mẹ mình toàn nấu món Việt không ạ. Phải nói là lâu lắm rồi mình mới được ăn lại món chả nem của mẹ nên là ăn rất là ngon luôn ý. Ăn xong thì mình lại tiếp tục cái công việc hàng ngày của mình là rửa bát. Hello mọi người, sau khi rửa bát xong thì mình đã quay trở lại phòng của mình rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ cặp hai cái tóc mái của mình lên và mình sẽ thoa kem chống nắng để chuẩn bị đi lên trường mọi người ạ. Cái lý do mà trong lúc nghỉ hè mà mình vẫn phải đi lên trường ấy là bởi vì sắp tới mình có đục hồ sơ vào một cái công ty để đi làm. Nên là ngày hôm nay mình sẽ đi lên trường để tập cho buổi phỏng vấn đó. Nên là giờ mình đang chuẩn bị để đi lên trường nè. Hôm nay mình chỉ đi lên trường tầm khoảng 2-3 tiếng nên là mình sẽ không có make up gì đậm quá. Mình sẽ chỉ dưỡng da qua và bôi kem chống nắng thôi. Ok, thoa kem chống nắng xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi thay quần áo để đi lên trường nhé. Hôm nay đi lên trường thì mình sẽ mặc một bộ quần áo siêu thoải mái mọi người ạ. Mình sẽ mặc áo thun và quần short thôi. Dạo gần đây thời tiết của Hàn siêu nóng, có những ngày lên tới tầm hơn 30 độ C và nắng rất là gắt luôn, nên là trước khi đi ra ngoài thì mình sẽ bôi thêm một lớp kem chống nắng body nữa để đi ra ngoài không có bị đen da nha. Loại kem chống nắng mà mình đang dùng là loại kem chống nắng dạng lăn nên là rất là tiện lợi khi sử dụng nè. A few minutes later. Sau tầm hơn 30 phút đi xe buýt thì cuối cùng mình cũng đã tới trường rồi đây mọi người ạ. Khung cảnh của trường mình vào ngày nghỉ hè phải công nhận là nó vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn ý. Đi bộ lên dốc một hồi thì mình cũng đã tới trường rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trong nha. Mình đã tới trường rồi mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ đi vào trong trường để gặp cô giáo nha. Lâu lắm lên trường thì thấy trường không có ai luôn á. Toàn xe và thấy cô giáo. Còn đâu là không thấy bóng dáng học sinh. Đi vô thôi nào. Sau gần 2 tuần nghỉ hè và đột ngột đi đến trường để tập phỏng vấn thì mình mới phát hiện ra một điều là trường mình hiện tại đang xây dựng mọi người ạ. Theo như thông tin của mình biết thì trường của mình đang sửa chữa lại cái bậc cầu thang và sàn nhà mọi người ạ, để làm sao nhìn cho nó đẹp hơn.
đi đến trường gặp cô giáo rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào buổi diễn tập, buổi phỏng vấn nha. Cái buổi phỏng vấn của mình là sẽ diễn ra vào thứ 6. Chắc cái ngày mà mình đã up cái vlog này lên là mình đã đi phỏng vấn rồi mọi người ạ. Và mình cũng mong là sau cái buổi phỏng vấn này thì mình sẽ được nhận vào công ty. Ở cái công ty lần này thì mình đã xin vào vị trí là làm design. Cái lý do mà mình tới trường để tập phỏng vấn ấy là bởi vì trường mình sẽ hỗ trợ cho học sinh trước khi đi phỏng vấn, sẽ cho ra những cái câu hỏi mà có thể gặp trong buổi phỏng vấn để học sinh có thể tập và trả lời. Hiện tại đã hết kỳ 1 rồi nhưng mà năm 12 của mình thì đã phải có hơn chục bạn đã đi làm rồi mọi người ạ. Và mình mong là mình sẽ là người tiếp theo. Xin chia sẻ thật với mọi người là trước cái công ty hiện tại ấy, thì mình đã có xin vào một công ty khác, nhưng mà lúc đó khi đi phỏng vấn ấy thì mình có đề cập đến việc mình làm YouTube, và bên công ty thì cũng biết là mình là người nước ngoài nên là khá đắn đo về việc có nên nhận hay không. Nên là lần này thì mình quyết định là mình sẽ không có đề cập đến việc làm YouTube và sẽ cố gắng nói tiếng Hàn làm sao cho được lưu loát nhất có thể để có thể nhận được vào công ty. 2 hours later. Vừa nãy thì mình mới ở trường và tập luyện cái cho buổi phỏng vấn vào thứ 6 của mình rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình đã tan và giờ mình đang đợi xe buýt để đi về nhà đây. Thật sự là thời tiết bên Hàn hiện tại đang rất là nóng luôn đó, mọi người ạ. Mình thật sự bây giờ chỉ muốn về nhà nhanh và bật điều hòa thôi. Nóng lắm. Là tí nữa hẹn gặp mọi người ở nhà nhé. Hello mọi người, mình đã về tới khu chợ gần nhà mình rồi đây. Bình thường ấy thì mình sẽ không có ghé qua chợ đâu, nhưng mà ngày hôm nay thì mẹ mình có ra cho mình một cái nhiệm vụ là đi mua giá đỗ và mua cho mẹ một bịch đá, nên là mình đã ghé qua chợ. Ở đây thì mình đã mua giá rồi, bây giờ thì mình sẽ đi mua đá nhá. Bởi vì là ngày hôm nay nhà mình có một vài vị khách mà mẹ mình đã mời tới, đó chính là các dì và các anh nằm chung công ty của mẹ mình, nên là mình sẽ phải đi mua đá để về ăn chè. Mua được đá rồi, giờ mình sẽ đi tính tiền nha. Thật ra mình đã mua được đá rồi nè. Một cái bịch đá bé như thế này thôi mà có giá là tầm 2.500 won, tính ra tiền Việt là tầm khoảng 50.000 một gói như thế này á. Mình đã đi về tới nhà rồi nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vô nhà nhá. Rồi, thật sự rất là nóng luôn, mới lại mới thay đồ trong này mọi người. Và hiện tại thì nhà của mình đang có một vài vị khách là bạn của mẹ mình tới chơi mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ nằm nghỉ một chút ở trên giường nha. Thật sự bây giờ rất là nóng luôn á. Mẹ mình vừa nấu cho mình này là bát chè đậu đen mọi người. Chè đậu đen. Để ăn lại nhiệt. Đậu đen. Thôi lắm mẹ ăn đậu đen mọi người. Mà hơi nhạt quá. Mà thôi. Quá tuyệt đường. Nó tầm mát rồi nó. Vì nhà mình hiện tại đang có khách và vừa lễ thì mình cũng mới vừa về nhà xong, nên là mình sẽ nằm ở trong phòng bật quạt và ngồi lướt điện thoại một chút nha. Few moments later. Sau khoảng 7-49 tiếng nằm ườn ra thì cái đống ga với vỏ gỗ mà sáng nay mình giặt thì cũng đã khô rồi mọi người ạ. Nên là bây giờ thì mình sẽ nhét lại mấy cái vỏ ga và vỏ gối lại vào vị trí cũ nha.
sau đó thì cũng đã tới giờ ăn tối rồi này mọi người. Hôm nay thì mình sẽ được ăn món này thì mẹ mình nói là bún riêu mọi người ạ. Từ trước đến giờ thì mình chưa có ăn món bún riêu bao giờ, nhưng mà mẹ mình nói đây là món bún riêu nên là mình sẽ ăn nó nha. Ở trong đây thì có đậu và chân giò. Một bát này ú ụ trông rất là hấp dẫn luôn ý. Đầu tiên thì mình sẽ gặm cái chân giò này trước nhé. Chân giò thì mình sẽ chấm với mắm tôm để ăn nha. Lần đầu tiên ăn thử cái món bún riêu của mẹ mình nấu thì mình thấy ăn cũng khá là ngon mọi người ạ. Mình không biết đây có phải là bún riêu chuẩn không, nhưng mà mình thấy ăn khá là vừa miệng của mình. Cái nước dùng rất là đậm đà, ăn có vị hơi cay the the nhẹ. Đậu và chân giò chấm với mắm tôm thì ăn rất là hợp luôn. Vừa nãy mình vừa ăn cơm xong mọi người ạ. Hôm nay nhà mình có khách nên là mình không phải rửa bát mọi người ạ. Tôi dã man. Giờ thì cũng muộn rồi nên là mình sẽ đi tắm nha. Mình gặp mọi người vào chút nữa nhé. Hello mọi người, mình đã tắm xong rồi nè mọi người ơi. Sáng nay mình mới gội đầu xong rồi, tối nay mình không gội đầu nên là mình sẽ đợi là xong xong sẽ gội đầu tiếp mọi người ạ. Và bây giờ thì thật sự mình đang rất là buồn ngủ luôn á. Nên là giờ mình nghĩ là mình sẽ đi skincare và đi ngủ đây. Sợ là hôm nay mình, hôm qua thì mình ngủ hơi muộn và sáng thì mình dậy cũng khá là sớm vì mẹ mình gọi mình dậy á. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi skincare và đi ngủ đây mọi người ạ. Vậy lúc tắm thì mình cũng có đánh răng rồi nên là giờ thì mình sẽ skincare và đi ngủ nha. Trước khi skincare thì mẹ mình có vô phòng mình và mẹ mình có nói với mình là phòng mình hơi bừa bộn, cái chỗ bàn trang điểm và cái bàn học của mình rất là bừa nên là mẹ mình có bảo mình là sắp xếp lại cho nó gọn gàng, nên là giờ mình sẽ sắp xếp cho nó gọn gàng lại và đi ngủ nhé. Giờ thì mình sẽ skincare đi ngủ nha mọi người nhé. Các công đoạn mình skincare thì vẫn như bình thường thôi, sẽ dùng từ toner, serum, sau đó là kem dưỡng ẩm. Những sản phẩm skincare mình dùng thì đều là của nhà hai chùa ma hết nha. Xong bước cuối cùng là mình sẽ bôi kem dưỡng môi. Thế là vlog một ngày của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Và bây giờ mình sẽ đi ngủ đây mọi người nhé. Video này đến đây của mình cũng khá là dài rồi. Nếu như bạn đã thích video này của mình thì nhớ cho mình một like, share, subscribe kênh của mình nha. Cùng tốt, chú ai gặp tất cả người ta rồi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người video sau nhé. Mình đi ngủ đây, chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Stay forever.